Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh Ichimoku Club. Em là Thanh Thúy, rất là vui khi đồng hành cùng tất cả quý anh chị trong video ngày hôm nay. Thì cảm ơn anh chị rất là nhiều đã click vào video này. Thì anh chị nào mà quan tâm, yêu thích thì có thể là thả giúp em Thanh Thúy ngay một nút like, một nút share, một nút subscribe. Like để ủng hộ tinh thần em cũng như là tăng tương tác được cho video này anh chị nhé. Ok, thì trong video này thì em cũng sẽ đi qua về ba mã cổ phiếu. Thì anh chị cũng đã đoán được rồi, đúng không ạ? Thông qua cái thumbnail thì sau nhóm bất động sản nhóm nào sẽ lên ngôi, và em hoàn toàn kỳ vọng rằng sau nhóm bất động sản khi mà có những cái nhịp chạy đối với các mã cổ phiếu như là nhà Từ Liêm từ đầu năm 2024 rồi, đúng không ạ? Hay thậm chí là đối với Nam Long thì cũng đã có những nhịp chạy rất tốt rồi, thì theo sau đó thì các mã cổ phiếu như là DIG, TCH thì cũng đã có được những cái tín hiệu dòng tiền vào và hiện tại đang có những cái sức chạy tương đối tốt, đúng không ạ? Mặc dù là trong ngày hôm nay chị thấy rằng là thị trường có những cái vùng giảm điểm mà tận 10 điểm, tuy nhiên thì đối với các mã cổ phiếu và trong nhóm bất động sản thì vẫn giữ điểm khá là tốt. Thì sau nhóm bất động sản thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể là kỳ vọng được đối với các nhóm ngành như là nhóm thép hay là nhóm đầu tư công, thì đây là hai nhóm ngành khả năng sẽ chạy theo sau đối với nhóm bất động sản. Thì trong video này thì em sẽ khuyến nghị đến cho các anh chị về ba mã cổ phiếu, đó là mã cổ phiếu LCG, GE và HHV. Thì chắc là chúng ta sẽ cùng đi qua về phân tích kỹ thuật Ichimoku Trịnh Phát để có thể là có được những cái vùng mua đẹp đối với ba mã cổ phiếu này anh chị nhé. Rồi, chắc là chúng ta sẽ cùng đi vào chủ đề chính luôn anh chị. Ok, đầu tiên thì giới thiệu trước với anh chị đối với một mã cổ phiếu, đó là CED. Thì CED là một mã cổ phiếu lai giữa hai nhóm ngành, đó là về nhóm ngành bất động sản cũng như là trong nhóm ngành đầu tư công. Tuy nhiên thì đối với mã cổ phiếu CE này thì trong dạo gần đây khi mà sau khi mà gom được những cái quỹ đất ở trong cái quỹ đất Thủ Thiêm anh chị, thì đối với mã cổ phiếu CE này thì hiện tại nó vẫn còn đang có những cái sức chạy theo nhóm bất động sản là chính anh chị nhá, chạy theo nhóm bất động sản là chính. Tuy nhiên khi mà nhóm đầu tư công lên thì đối với mã cổ phiếu này cũng sẽ có được những cái ảnh hưởng, có những cái sự đồng pha tương tự anh chị nhá. Thì đối với CE thì anh chị thấy rằng là trước mắt là về trung hạn, đúng không ạ, trung dài hạn, thì cái xu hướng về trong trung hạn đang là một cái xu hướng tăng, và về trong dài hạn, đúng không ạ, thì cái vùng eo mây này đã mở, chuẩn bị mở ra rồi, tức là đối với mã cổ phiếu CE về trong dài hạn nó vẫn có khả năng có thể lấy lại được những cái xu hướng tăng về trong dài hạn. Tuy nhiên thì chúng ta quan tâm ở đây là gì, chúng ta quan tâm ở đây là về trong trung hạn và trong ngắn hạn mà thôi anh chị nhá, đối với mã cổ phiếu CE này, bởi vì chỉ cần lên được đâu đó quanh cái vùng giá 34 là chúng ta đã có một cái nhịp chốt lái về trong trung hạn rồi đối với mã cổ phiếu này, đúng ạ. Ok, thì chắc là chúng ta sẽ nhìn một chút về trong ngắn hạn. Trong ngắn hạn thì xu hướng thì đang là một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên thì anh chị vẫn thấy được đối với mã cổ phiếu CE này nó vẫn tương đối lình xình, đúng không ạ, quanh vùng giá 18.8-19. Thì đối với mã cổ phiếu này phải gọi là vua lì đòn, bởi vì nó tích lũy một cái vùng hợp giá, đúng không ạ. Mặc dù là trong phiên ngày hôm trước nó có một cái nhịp bứt lên khỏi cái vùng nền, tuy nhiên thì cái việc bứt lên như này nó lại không thành công và đang quay trở lại tích lũy anh chị nhá, đang quay trở lại tích lũy, tức là nó break lên nó không thành công và đang quay trở lại tích lũy. Thì đối với CE thì hiện tại đối với mã cổ phiếu này thì cái quanh vùng giá 18.8 cho đến 19 thì đây sẽ là vùng mua đối với mã cổ phiếu CE mà anh chị có thể là bắt đầu gom dần vào. Và với cái chiến lược đó là gom ở vùng tích lũy, đúng không ạ, gom ở vùng tích lũy. Thì nếu mà anh chị mà có một cái chiến lược mua an toàn hơn thì chúng ta sẽ gom ở đây trước một phần, đâu đó có thể là từ 30-50%. Chúng ta sẽ gom trước ở những cái vùng tích lũy này, đúng không ạ, để lấy vị thế cũng như là có được những cái lợi thế hơn về cái biên lợi nhuận. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp gia tăng lên. Vậy thì chúng ta khi nào chúng ta gia tăng? Thì khi nào mà nó có những cái nhịp break out lên quanh vùng giá 19.8. Anh nhá, vượt được cái vùng giá 19.8 với một cây vô lớn thì lúc đó khả năng CE sẽ bứt được khỏi vùng nền đi lên anh chị nhá. Mặc dù anh chị thấy rằng là đối mã cổ phiếu CE nó tích lũy tương đối lâu như thế này, tuy nhiên thì cái việc mà tích lũy lâu như vậy sẽ làm cho hai cây kiếm, đúng không, hai cây kiếm ở đây nó sẽ càng ngày nó sẽ càng siết chặt vào nhau hơn, và khả năng khi mà nó break lên anh chị nhá, break lên thì khả năng sẽ là một cái nhịp chạy mạnh, và đây không phải là một cái nhịp break lên trong ngắn hạn nữa mà đây sẽ là một cái nhịp break out lên anh nhá, break out trong khung ngắn hạn, và thậm chí là một cái nhịp break lên trong khung trung hạn khi mà sắp tới đây đối mã cổ phiếu CE thì rơi vào đâu đó khoảng độ là vào tuần sau và thậm chí là tuần sau nữa sẽ mở ra những cái vùng eo mây mỏng ở trong khung tuần, và khi đó đối mã cổ phiếu CE sẽ có được những cái nhịp chạy tốt hơn vào trong tuần sau cũng như là tuần sau nữa, và đối mã cổ phiếu này hoàn toàn là cơ hội, đúng không ạ. Và đâu đó thì nếu mà anh chị muốn tham gia vào trước thì anh chị hoàn toàn có thể lấy trước một phần quanh vùng giá 18.8 cho đến 19,
thậm chí là anh chị có thể mua gom ở đây luôn, đúng không ạ? Mua gom ở đây được luôn. Và chúng ta sẽ đặt một cái vùng cắt lỗ, đó là cái vùng biên dưới của cái hộp giá này, thì đâu đó sẽ là quanh vùng giá 17.6 anh chị nhá, quanh vùng giá 17.6, mất đi vùng này thì chúng ta mới bán ra anh chị nhá. Ok, thì đó là về đối với mã cổ phiếu CI. À, vùng này thì target sẽ là trước mắt là về đỉnh cũ, đúng không ạ? Trước mắt là về đỉnh cũ là quanh vùng giá 23 anh nhá. 23 chúng ta sẽ có một nhịp chốt lái trước một phần, và sau đó chúng ta sẽ canh những cái nhịp rung đủ để có thể là mua lại cái phần đã bán ra, và chúng ta sẽ tiếp tục nắm về vùng giá 34 anh chị nhá. Target thứ hai đối với mã cổ phiếu này sẽ là cùng quanh vùng giá 34. Và đây là một mã cổ phiếu mà em hoàn toàn kỳ vọng anh chị, bởi vì thứ nhất là đối với CE trong cái nhịp lần này nó chạy theo nhóm ngành bất động sản. Tức là bây giờ các mã cổ phiếu như DIG, TCH này, đúng không ạ? Phát Đạt này, SEL này, Đất Xanh này, khi mà bắt đầu vào sóng anh chị thì khả năng CE nó cũng sẽ đồng thuận chạy theo, và thậm chí là có thể là đối với nhóm ngành đầu tư công nó cũng sẽ chạy theo nhóm bất động sản, thì khi đó đối với mã cổ phiếu CE này sẽ được hưởng lợi. Thì nó sẽ được đồng pha và khả năng sẽ có những nhịp chạy tốt, và chúng ta hoàn toàn có thể là cân nhắc tham gia được đối với mã cổ phiếu CE này. Tiếp theo là đối với mã cổ phiếu LCG. Thì trong dạo gần đây thì trạng thái đối với các mã cổ phiếu trong nhóm đầu tư công thì theo đánh giá là ngoài mã cổ phiếu SCN ra, đúng không ạ, thì có mã cổ phiếu LCG là hiện tại đang giữ điểm khá tốt. Đang giữ điểm khá tốt. Và anh chị thấy rằng là sau khi mà nó bứt hẳn được cái vùng nền, đúng không ạ? Đối với mã cổ phiếu này nó đã có một 3 tuần à 3 tháng. 3 tháng tích lũy ở vùng nền, đúng không ạ? Khi mà cái vùng nền bắt đầu nó nén chặt vào như thế này, hai kia nó siết chặt vào nhau như thế này, thì khi mà nó bứt được cái vùng nền quanh vùng giá 12.8, đúng không ạ, vượt lên được vùng giá 12.8 là có một cái nhịp break lên ở trong khung ngắn hạn, và bắt đầu nó có những nhịp tăng tốt này, đúng không ạ? Bắt đầu sau khi mà tăng bật tăng thì bắt đầu nó tích lũy trở lại, đúng không ạ? Bắt đầu nó tích lũy trở lại. Mà anh chị thấy rằng là khi thị trường nó giảm điểm quá nhiều, tuy nhiên thì đối mặt cổ phiếu LCG này nó đang giữ được cái vùng giá khá tốt, và thậm chí là trong ngày hôm nay luôn, đúng không ạ, giữ được những cái vùng giá khá tốt. Và anh chị thấy rằng là đối với mã cổ phiếu này thì cái vùng mua thì vẫn còn là một vùng mua, đúng không ạ? Bởi vì nó đang ngay cái vùng hỗ trợ cung tháng ở đây. Anh chị thấy đúng không ạ? Ngay vùng hỗ trợ cung tháng ở đây là quanh vùng giá 13.6 ở đây. Và khi mà nó vượt được cái vùng giá 13.6 này anh chị, bắt đầu nó quay trở lại retest, đúng không ạ? Và bắt đầu nó tích lũy vùng nền hai trên này. Anh chị đã tích lũy tốt. Thì khi mà nó tích lũy tốt rồi thì hai kiếm bắt đầu có những cái trạng thái rất là siết chặt vào nhau hơn, và khi đó khả năng nó sẽ có được những cái nhịp chạy tốt hơn về trong ngắn hạn. Và đối với mã cổ phiếu này thì đâu đó có thể là rơi vào khoảng độ đó là 1-2 tháng nữa, 1-2 tháng nào đó nữa thì khả năng là nó sẽ có được những cái vùng thông thoáng hơn để có thể là chạy mạnh hơn. Đối với mã cổ phiếu này thì có thể là chúng ta kỳ vọng vào việc đó là chạy trong quý, ở đây là quý 2 cũng như là quý 3 đối với nhóm ngành đầu tư công, và đặc biệt là đối với mã cổ phiếu LCG. Và trước mắt thì đâu đó thì chúng ta sẽ gom trước ở đây, bởi vì đây là một cái vùng gom tích lũy đối với mã cổ phiếu LCG, và cũng chưa quá kỳ vọng đối với mã cổ phiếu này khi mà nó chạy bật tăng lên được, đúng không ạ? Bởi vì hai kiếm nó vẫn còn đang trong trạng thái đó là tách xa nhau, và đang trong một cái trạng thái đó là tích lũy yếu nhá, và cần phải tích lũy trở lại. Tuy nhiên thì cái vùng mua của chúng ta vẫn là một cái điểm mua an toàn, bởi vì nó ngay vùng hỗ trợ tuần nhá, ngay vùng hỗ trợ tuần thì vẫn có thể lấy được đối mã cổ phiếu LCG. Thì nếu như có vùng giá 13.6, 13.7 thì anh chị hoàn toàn có thể lấy được đối mã cổ phiếu LCG ha. 13.8 được luôn anh chị nhá, ngay vùng hỗ trợ về Kijun, là tức là chúng ta sẽ có vùng mua quanh vùng giá 13.6 cho đến 13.8, hoàn toàn có thể lấy được đối mã cổ phiếu LCG này anh chị nhá. Và nếu như chúng ta có một cái dòng tiền linh hoạt, tức là dòng tiền không nằm ở một mã cổ phiếu quá lâu, thì anh chị hoàn toàn có thể lấy trước một phần 30-50%, và đâu đó chúng ta sẽ chờ một cái nhịp break out lên, bứt phá được cái vùng đỉnh 14.5 anh nhá, 14.5 là chúng ta sẽ có một cái nhịp gia tăng thêm, gom thêm cho đủ hàng đối với mã cổ phiếu LCG này anh nhá. Và cái thứ nhất là nếu như mà anh chị đi theo cái chiến lược như thế này thì thứ nhất là chúng ta sẽ không bị giam tiền quá lâu vào đối với một mã cổ phiếu nó tích lũy như thế này, đúng không ạ? Bởi vì bản chất của LCG nó tích lũy rất lâu anh chị. Sau khi mà tích lũy lâu đến mức mà hai kiếm nó phải siết chặt vào nhau như này, tức là nó đi một cái trạng thái rất là tích lũy thật chặt, đúng không ạ? Tích lũy chặt và cái vốn bán ra nó càng ngày càng kịt đi, thì lúc đó nó mới có thể là có được những cái nhịp chạy đối với mã cổ phiếu LCG. Và trong cái nhịp lần trước đây thì nó tích lũy khoảng độ 3 tháng. Cho nên trong nhịp lần này anh chị mà muốn mua đối với LCG thì để có một cái dòng vốn linh hoạt nhất thì anh chị có thể tham gia trước một phần, lấy trước vị thế, đúng không ạ? Để cho chúng ta sẽ có một cái lợi về việc về biên lợi nhuận, đúng không ạ? Về biên lợi nhuận thì anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc được tham gia được đối với mã cổ phiếu LCG này. Và vùng target của chúng ta hướng đến thì sẽ là quanh vùng giá 19-20 đối với mã cổ phiếu LCG. Và vùng cắt lỗ của anh chị sẽ là vùng 13.6 luôn, đúng không ạ? 13.6 quanh vùng giá 13 là hỗ trợ về Kijun như thế này ha. Ok, mất vùng giá 13 thì anh chị sẽ cắt lỗ ra anh chị nhé.
mất vùng giá 13, tức là cũng mất đi hỗ trợ về trong khu tuần luôn, đóng cửa dưới được vùng giá 13 thì tức là đối với mã cổ phiếu LCG này khả năng cao là nó sẽ phải quay trở lại, tích lũy trở lại ở ngay dưới vùng này đúng không ạ? Thì đó chúng ta sẽ cần phải bán ra đối với mã cổ phiếu LCG cũng như là điểm cắt lỗ luôn, ok ha. Còn target chúng ta hướng đến sẽ là quanh vùng giá 20 anh chị nhá, đối với mã cổ phiếu LCG này. Ok, kỳ vọng về đỉnh cổ là thậm chí là về vùng 23 luôn anh chị, đối với mã cổ phiếu LCG ha. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có hai lần chốt. Tiếp theo là đối với mã cổ phiếu HHV. Đối với mã cổ phiếu HHV thì đối với mã cổ phiếu này thì hiện tại nó vẫn còn đang trong cái biên tích lũy anh chị. Về hai kiếm thì vẫn còn đang tách xa nhau như thế này, thì khả năng là về trong ngắn hạn thì có thể là vẫn có thể là tiếp tục tích lũy thêm. Anh nhà tiếp tục tích lũy thêm. Nhưng mà anh chị nhìn một chút về trong khu tuần anh chị. Đúng rồi, về trong khu tuần này xu hướng là xu hướng tăng này. Hai kiếm nó đang có những cái trạng thái là siết chặt vào nhau, đúng không ạ? Cái vùng đề này đi nó cũng nén cũng tương đối chặt rồi. Thì khả năng bùng nổ của nó là sẽ có anh chị nhá. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải có một chút xác nhận ở trong ngắn hạn nữa, bởi vì dòng tiền nó vẫn chưa quá ưu tiên về trong nhóm đầu tư công cũng như là về trong mã cổ phiếu HHV, cho nên là đối mã cổ phiếu này thì chủ yếu vẫn đang là tích lũy yếu và xu hướng của nó hiện tại vẫn đang nằm trong xu hướng giảm anh nhá, đang nằm trong xu hướng giảm. Tuy nhiên về trạng thái chị, về xu hướng chị thấy là của nó đang mấp mé cái vùng mây trên này rồi, gọi cái vùng mây này rồi, tức là sắp tới đây đối mã cổ phiếu HHV này khả năng nó sẽ lấy lại được xu hướng tăng, và cái khả năng xác suất lấy lại được xu hướng tăng là rất cao anh chị nhá. Và đối với mã cổ phiếu này nếu mà chị muốn tham gia thì chị có thể gom trước một phần quanh vùng giá 15.3, 15.5. Đây sẽ là cái vùng giá để chị có thể là gom tích lũy được đối với nhóm đối với mã cổ phiếu HHV này, và một nhịp gia tăng thêm khi mà vượt được vùng giá 15.9 anh chị nhá, sẽ có một cái nhịp gia tăng gom thêm cho đủ hàng quanh vùng giá 15.9 thì chúng ta hoàn toàn có thể là có một cái nhịp gia tăng thêm ở đây. Và khi mà nó bứt được cái vùng nền ở trong khu tuần này rồi anh chị, thì khả năng rất cao hai kiếm mình hướng lên với một cái trạng thái là siết chặt vào nhau như thế này, thì khả năng đó là một cái trạng thái tăng với một cái cường độ mạnh anh chị nhá, và hoàn toàn có thể là kỳ vọng được. Và trong khu tháng thì hiện tại anh chị thấy rằng là đâu đó khoảng độ là cũng khá là thoáng vào trong khoảng độ là tháng sau nhé, khoảng độ là tháng sau là bắt đầu nó sẽ trở nên thoáng hơn rất nhiều, thậm chí là tháng sau tháng sau nữa. Cho nên đối với nhóm ngành đầu tư công anh chị thì em sẽ hoàn toàn kỳ vọng sắp tới đây nhé, sắp tới đây đâu đó có thể là một vài tuần nữa thì đâu đó chúng ta sẽ lấy trước vị thế ở trong những cái vùng tích lũy như thế này, tích lũy tốt như thế này thì chúng ta hoàn toàn có được những cái cơ hội lấy trước một phần để có thể là có được những cái vị thế tốt đúng không ạ, để có thể là có được những cái lợi thế hơn về T này, về biên lợi nhuận này, đặc biệt là về biên lợi nhuận đúng không ạ. Và sau này khi mà chúng ta đã có một cái vị thế ở đây rồi thì cho dù nó có bứt nền đi lên đúng không ạ, bứt nền đi lên thì chúng ta hoàn toàn có thể gia tăng thêm được anh chị ạ. Chứ còn mà anh chị nào mà tham gia sau, tức là chúng ta chưa có vị thế mà khi đó nó bứt lên anh chị, bứt lên mà thậm chí là có những cái nhịp tăng mà 5% đúng không ạ, 4 đến 5% thì rất khó có thể nhảy vào đúng không ạ, vì bởi vì cái quyết định của anh chị nó rất là lưỡng lự đúng không ạ, rất là lưỡng lự. Bởi vì khi mà nó tăng tăng tốt như vậy thì anh chị sẽ hỏi liệu có tham gia được không, có khi nào mà nó tăng lên sau đó bắt đầu nó giảm về hay không đúng không ạ. Thì do đó thì nếu mà chúng ta đã có vị thế tốt ở đây rồi thì khi mà đối mã cổ phiếu, một mã cổ phiếu mà nó bứt nền đi lên anh chị thì khả năng rất cao anh chị cũng sẽ có được những cái quyết định dễ dàng hơn anh chị nhá. Thì chúng ta hoàn toàn có thể có được cơ hội đối với những cái mã cổ phiếu trong nhóm ngành đầu tư công này. Thì đây sẽ là ba mã cổ phiếu trong nhóm ngành đầu tư công mà em sẽ pick cho tất cả quý anh chị đúng không ạ. Ok ha. Thì nói chung là chúng ta có thể lấy trước được một phần đối với ba cái mã cổ phiếu này, bởi vì ba mã cổ phiếu này đều có một cái điểm chung đó là vẫn còn đang tích lũy ở vùng này anh chị nha, vẫn đang tích lũy ở vùng nền và về trong khung tuần thì cũng đang tương đối đẹp rồi đúng không ạ, thậm chí là còn khung tháng luôn ok ha. Thì đối với mã cổ phiếu HHV này thì target trước mắt sẽ là về quanh vùng giá 21 anh chị nhá, và target hai sẽ là về vùng đỉnh sẽ là quanh vùng giá 23.8 và đỉnh cũ là 23.8, và hoàn toàn có thể kỳ vọng được đối với mã cổ phiếu HHV này. Về điểm cắt lỗ thì chị sẽ chú ý được quanh vùng giá 10 14.1 ha, đóng cửa dưới vùng này thì chúng ta sẽ cắt lỗ ra đối với mã cổ phiếu HHV. Ok, thì đó là về ba mã cổ phiếu mà em muốn khuyến nghị đến cho tất cả quý anh chị, và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng được là sau nhóm bất động sản thì khả năng cao đối với các mã cổ phiếu về trong nhóm đầu tư công cũng sẽ có được những cái nhịp chạy anh chị nhá. Và đối với các mã cổ phiếu này chị để ý rằng là đối với các mã cổ phiếu như CI, LCG hay là HHV thì từ đầu năm 2024 đến nay vẫn chưa có những cái nhịp chạy quá tốt, và thậm chí là chưa bứt được cái vùng nền ở trong khung tháng luôn, khung tuần luôn và trong trung hạn luôn. Cho nên là khi mà hai cái kiếm bắt đầu nó siết chặt vào nhau, tích lũy chặt vào nhau đúng không ạ, tích lũy tốt thì khả năng trong lần này, trong nhịp chạy lần này thì khả năng các mã cổ phiếu này nó sẽ có những cái nhịp chạy tốt hơn anh chị nhá, và hoàn toàn có thể kỳ vọng được. Ok, hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các anh chị trong những có thể là đưa ra được những cái quyết định đầu tư đúng đắn anh chị nhé. Ok, thì anh chị nào mà thấy cảm thấy video này hữu ích thì có thể là thả giúp em Thanh Thúy một nút like, một nút share, một nút subscribe, like ủng hộ tinh thần em cũng như là tăng tương tác được cho video này anh chị nhé. Ok, anh chị nào mà
quan tâm yêu thích thì có thể là thả giúp em một cái comment ở phía dưới anh chị nhá, comment về những cái trái tim màu tím hoặc là những cái với tay. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều nhá. Anh chị nào mà chưa có người đồng hành trên chặng đường đầu tư thì có thể là liên hệ đến em qua số điện thoại đó là 0949083953 ba đang coi trên màn hình, thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị, một là mở tài khoản chứng khoán SI, hai là chuyển ID về bên em được hỗ trợ chăm sóc cũng như là có được những cái tín hiệu mua bán kịp thời, có được cơ hội tham gia vào room VIP của ITB cũng như là room VIP của riêng em Thanh Thúy luôn anh chị nhá. Ok, thì anh chị nào mà chưa tham gia vào room Zalo cộng đồng thì có thể là quét mã QR góc trái màn hình để có thể là tham gia vào room cũng như là nhận được những cái thông báo kịp thời về thị trường, đúng không ạ, đảo chiều hay là những cái tin tức về thị trường. Ok, chắc là em cũng sẽ xin kết thúc buổi video, đúng không ạ, video khuyến nhận định khuyến nghị mã cổ phiếu tại đây. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.